Các bạn thấy đây là cái dốc này mà các em phi xuống đó, với một tốc độ khá là cao. Thank you.
Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay cũng sau một ngày, sau một buổi sáng, sau 3 tiếng thì cuối cùng cũng bà con ở bản Là cũng đã hoàn thành xong cái cây cầu bắc qua sông này, cầu phao. Cái cầu này đã sử dụng chủ yếu bằng tre và sử dụng các cây phi này để làm lổi các bạn nhé. Toàn bộ cây cầu thì gia cố hoàn toàn bằng tre. Thì đây là các cái sợi thép mà sử dụng thép 6 để giữ. Bên trên thì có bà con sử dụng một cái dây cáp chính, dây cáp to để giữ cầu. Thì các bạn có thể thấy là cây thép 6 là khi buộc vào gia cố đây này. Thì cái cách khoảng 3 mét thì bà con này đã gia cố một cái dây thép 6 này rằng để giữ không bị cầu trôi. Các bạn có thể thấy là cũng sau 3 tiếng rưỡi đã hoàn thành xong cây cầu với sự tham gia của 200 hộ, 200 người, mỗi một gia đình một người. Có thể nói đây bà con đã đi lại bình thường chỉ sau một buổi sáng thôi. Cây cầu này đi cũng khá là chắc chắn đấy các bạn.